gì đấy? Ấy rồi. Lối vào tim em như một đường hàm số, uốn vòng vèo như đồ thị hình sin. Anh tìm vào tọa độ trái tim, mở khoảng nghiệm có tình em trong đó. Sai. Ai giờ tao nghe quen quen ấy. Bác Đại ơi, bác xem trên mạng đúng không? Cái thằng này vớ vẩn. Thơ bác tự làm đấy. Khéo ơi, bọn trên mạng lại học theo bác ấy chứ. Chuẩn rồi đấy. Nhà tao ba đời văn hay chữ tốt. Tao hiếu hay ho đây này. Bố tao phải xuất sắc lắm mới đẻ được ra thằng con như tao. Chứ còn gì. Bác Đại ơi, đến tận bây giờ mà bác vẫn giữ quyển lưu bút mà bạn bè viết tặng à? Ngọc Anh ơi, cậu viết lưu bút cho tớ với được không? Ừ, để tớ viết cho. Cậu cũng viết cho tớ luôn nhé. Ok. Thế là 12 năm học cũng đã sắp kết thúc. 3 năm chúng ta là bạn bên nhau cũng sẽ khép lại. Chúng ta mỗi người mỗi ngả. Liệu chúng ta có còn nhớ nhau không? Tớ sẽ rất nhớ những lần cậu mua kẹo đều cho tớ một phần. Khi nào xe tớ hỏng, cậu đều cho tớ đi nhờ. Mà thật không ngờ là ngày xưa bố lại lãng mạn đến thế. Đã viết lưu bút chưa lại còn vẽ cả hai con chim bồ câu cắn mỏ vào nhau. Ai? Lại còn có cả hoa hòe các kiểu con đà điểu nữa. Bác Đại ơi, chính ra bác lãng mạn phết nhỉ. Chuyện học trò ấy là cái tuổi mơ mộng nhất. Đúng. Thế nên là trước khi chia xa, người ta thường hay viết những cái tâm tư tình cảm vào trong cái cuốn sổ lưu bút này để lưu giữ lại những cái kỷ niệm, sau này chúng ta có thể ôn lại. Mà các cậu ơi, hay là chúng mình cũng viết sổ lưu bút đi, để mai sau về già nhá, chúng mình có cái để xem lại. Mấy chục năm sau ấy lại thành của quý chứ. Đúng rồi đấy. Mỗi đứa ấy nên có cho mình một cuốn sổ lưu bút để mà làm kỷ niệm. Bố yên tâm, con sẽ làm một cuốn với những dòng lưu bút đặc biệt nhất trường luôn. Đấy. Cuộc thi viết lưu bút học trò, giải đặc biệt lưu bút được đóng khung kính treo lên bảng tin. Vinh danh trước cả trường, sau đó sẽ cất vào phòng truyền thống của nhà trường, lưu truyền cho các hậu bối. Tao sẽ tham gia. Mày tỉnh táo lại hộ tao cái. Mày với cả con Quỳnh này thuộc dạng láo nháo nhất trường. Làm gì có ai yêu quý chúng mày đâu mà chúng mày đòi người ta viết lưu bút cho. Đúng rồi đấy. Hiếu ơi, cái ngữ như mày ấy thôi bỏ đi mà làm người. Ước mơ chi cho viển vông. Sống ấy là phải có ước mơ. Mà muốn thực hiện được ước mơ ấy thì mình phải cố. Mà nếu không cố được ấy thì mình phải dùng mưu. Thôi Hiếu ơi, cậu đừng có mà giở trò ép mọi người viết lưu bút cho cậu nhá. Chúng mày nghĩ tao tồi thế à? Ô thế bọn tao lạ gì cái mặt mày. Tao sẽ khiến cho bọn trong lớp phải tâm phục khẩu phục mà viết lưu bút cho tao. Tao sẽ khiến tất cả mọi người phải dành cho tao những dòng lưu bút cảm động và chân thành nhất. Và tao sẽ trở thành một người có cuốn lưu bút hay nhất trường. Sẽ khiến cho học sinh trong trường phải ngước mặt lên đọc lưu bút của tao như một tượng đài. Tao lại sợ quá. Thế chúng mày có dám thi viết lưu bút với tao không? Bọn tao sợ mày chắc. Nhất định tớ sẽ làm một cuốn lưu bút thật xịn sò. Để xem. Chờ đấy. Xin mời các hạ vào ngôi nhà cổ của tại hạ ngồi chơi cho mát. Xin mời ạ. Tao biết ngay mà, thằng này nó chỉ có chiêu này thôi. Này thằng Hiếu, tự nhiên mày mời bọn tao đến đây để chơi cho mát là có ý gì đấy? Các hạ cứ bình tĩnh. Hôm nay nắng nóng quá, nhà giàu máy lạnh thả ga, nhà nghèo quạt giấy quạt ra quạt vào. Nắng nóng quá biết làm sao? Làm sao hết nóng mát được như ngày hôm qua? Ai biết? Tại hạ biết. Anh em huynh đệ học hành vất vả, chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp sắp tới,
nên hôm nay tại hạ mạn phép được mời các huynh đệ tỉ muội tới đây để làm một món ăn giải nhiệt mùa hè. Món gì mày nói luôn đi, lòng va lòng vòng. Rồi, xin trân trọng giới thiệu món thạch xoài sữa tươi mát lạnh. Tuyệt vời, rồi, làm đi. Rồi, trước hết thì chúng ta sẽ cắt xoài thành hình hạt lựu nhá. Cắt càng nhiều thì sẽ càng ngon, ok? Tao ngồi không buồn chân buồn tay lắm, tao với cái tuyến phụ mày. Rồi, thế hai đứa mày cắt xoài cho tao nhá. Mang đây. Đây, đây, đấy. Bây giờ ta sẽ nấu thạch. Đấy, ta sẽ cho sữa tươi có đường vào trong nồi. Ai mà thích ăn ngọt hơn ấy thì chúng ta sẽ cho thêm đường. Ê, đây, 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 tớ thêm ngọt. Rồi, thế để cho thêm đường. Cùng với đó là một gói rau câu chúng ta sẽ cho vào và khuấy thật đều nấu sôi lên, ok? Rồi, bây giờ ấy, chúng ta sẽ đổ thạch vào cái khay xoài này, sau đó thì mang vào tủ lạnh và để, ok? Rồi, xong, cái Quỳnh. À thôi, cái Thuyền đi, mang vào tủ lạnh để cho tao nhá. Các bạn đợi tí. Sau khi mà thạch đã đông ấy, chúng ta lấy ra và cắt nhỏ như này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cho thạch xoài vào trong cốc. Hiếu sẽ cho mọi người ăn cùng với sữa chua. Như vậy sẽ rất là ngon. Hôm nay Hiếu sẽ phục vụ mọi người tận chân răng nhá. Bây giờ làm. Okay. Đây. Đây, của các bạn đây. Này, Mì. Này, thằng Long. Này, thằng Tuấn. Này. Tao đây. Rồi. Nào. Chúc mừng chúng ta sắp tốt nghiệp cấp 3. Gớm, đã thi đâu mà biết tốt nghiệp được. Nhớ thầy thương bạn nhớ ở lại thêm năm nữa thì sao? Phủi phui cái mồm cậu đi. Còn này. Thế nên chúng ta mới phải tới đây để ăn thạch xoài sữa tươi mắt lạnh tâm hồn. Lấy cái động lực học tập cố gắng như có phải không các anh em chiến hữu? Đúng rồi. Đúng rồi. Ăn đi, ăn đi. Nào rồi đấy nào. Nào. 1 2 3. Go! Mời 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 mời. Mời. Nhưng mà này, tự nhiên hôm nay lại mời bọn này sang ăn, có âm mưu gì không đây? Đúng rồi đấy. Trước đây cũng rất là lấc ca lấc cắc luôn. Không gây sự thì cũng cướp đồ ăn của bọn tớ. Tớ là tớ thấy có điểm lắm đấy nhá. Cái bọn này, cuối cấp rồi. Tao không muốn láo nháo lấc cấc như ngày xưa nữa. Tao muốn để lại trong mắt chúng mày một tình cảm thiêng liêng và đặc biệt. Nên tao mới muốn làm một người tử tế. Tao quay đầu về bờ. Thế chúng mày không hài lòng à? Hay chúng mày muốn tao trở thành một cái thằng láo nháo lấc cấc thì chúng mày mới vui? Không. Cậu cứ quay đầu về bờ đi. Như thế này cũng được. Hiếu được như này á là mừng lắm rồi. Thôi. Ăn đi. Ăn đây nè. Ngon không? Ngon không? Ngon. Ăn nè. Rồi. Sao Hiếu cứ nhìn bọn mình thế nhỉ? Có khi nào Hiếu thích bọn mình không? Ui, chẳng có nhẽ. Thôi, đi. Hiếu ơi, cậu bị thế nào đấy? Thế nào mà cứ đứng cười xong nháy mắt như thằng dở thế? Tao đang thay đổi hình tượng bản thân. Từ một thằng ngổ ngáo trở thành một cool boy ngầu đét. Thôi, con lại mẹ.
nhá. Mẹ là định lệnh mấy cái đứa kia để mấy cái đứa kia viết lưu bút cho mẹ chứ gì. Nhắc đến lưu bút mới nhớ, tớ được rất nhiều bạn viết cho tớ lưu bút rồi đấy. Tao chẳng việc gì phải làm như thằng Hiếu nhá. Chúng nó cũng tự nguyện viết lưu bút cho tao kìa. Nếu như mà mày đã tự tin như thế ấy, thì để đến cuối ngày hôm nay đi, xem đứa nào được viết lưu bút hay hơn hả? Tớ là hoa hậu thân thiện, ai cũng yêu, ai cũng mến, kiểu gì tớ cũng thắng. 30 chưa phải là Tết, mặt mày cứ chờ đấy. Chốt. Vinh 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 vinh, ghét cái mặt. Ê My ơi, tí nữa nhá, mày vẽ cho ta cái bông hoa ở đây. Mày yên tâm đi, tuy là tao học văn không giỏi, nhưng mà vẽ thì nhất khối. Cuốn lưu bút của mày cứ để tao vẽ hết cho, kiểu gì mày cũng sẽ nhất khối đấy. Tất kệ. Vân ơi, My ơi, hai cậu viết lưu bút cho tớ nữa. Đâu, đưa đây tớ viết cho. Cậu viết hay vào nhá, tớ tin tưởng vào tài năng của cậu lắm đấy. Dù gì, cậu cũng là học sinh giỏi văn của khối mà. Được rồi, cậu cứ yên tâm đi. Hey, hello các bạn thân yêu. Có chuyện gì đấy Hiếu? Này, hôm qua ăn thạch xoài của tớ ngon đúng không? Có muốn ăn nữa không? Tớ lại làm cho. Thật đó. Nói một lời như tứ mã nan truy. Thế nhưng mà tớ sống tốt với mọi người như này, mọi người có thể nào viết cho tớ vài dòng lưu bút hay ho để thay lời tạm biệt được không? Hay dạ. Cậu cũng muốn viết lưu bút à? 12 năm học, bao nhiêu kỷ niệm, ai chẳng muốn có một cuốn lưu bút tuổi học trò. Cũng được, mang sổ đây bọn tớ viết cho. Ê, sao mà phải sổ? Tớ chơi lớn luôn. Cuốn sổ lưu bút của tớ ấy, chính là chiếc áo này. Thế nhưng mà này, nhớ là phải viết hay hay vào đấy nhá. Viết càng hay thì sau này tớ sẽ nhớ về bạn bè nhiều hơn. Yên tâm đi, gì chứ, môn văn tớ giỏi nhất nhì khối rồi. Phải thế chứ, không uổng công tớ làm thạch xoài cho hai bạn ăn. Đấy, viết thật hay và sẽ có quả nhá. Rồi. Đang làm gì đây? À, bọn tao đang viết lưu bút trên áo làm kỷ niệm cho Hiếu. À, chơi lớn nhỉ? Lớn chứ. Rồi, có giải không? Viết xin vài dòng đi. À, được. Để tao xem hai đứa này viết cái gì nào. Nhìn cái gì nữa? Bọn tao viết xong rồi. Này, mày viết đi. Nhớ là phải viết hay như bọn tao viết đấy nhá. Hiểu rồi đấy. Cậu nghe cậu ấy viết tặng tớ này. Tuyến thân thương, thế là 3 năm bên nhau sắp kết thúc. Hoa phượng nở, ve đã kêu khắp sân trường. Và chúng ta lại sắp xa nhau. Tớ sẽ rất nhớ một cô nữ xinh xinh đẹp, dễ thương như Tuyến. Ôi giời ơi, dám ba cái câu khen sáo rỗng của mày. Làm sao mà chân thật bằng tao được. Nghe đây này nha. Tuấn thân mến, thế là tớ sắp phải xa lớp, xa trường, xa bạn bè và xa Tuấn. 3 năm được học cùng một nam sinh đẹp trai, học giỏi và có trách nhiệm với lớp như Tuấn. Tớ đã học được rất nhiều điều. Tuấn chính là động lực để tớ tiến tới. Thôi thôi, các cậu ấy cố tình viết nịnh sao đỏ để không bị bắt tội đi học muộn chứ gì. Còn lâu nhá, tao không phải là cái thằng ưa nịnh nhá. Hiếu đang làm gì kìa? Mình cứ đứng ở đây, đứa nào đi qua mình úp sọt, bắt viết lưu bút cho mình ngay và luôn. Đừng cười thật đấy, đúng là ngu hết chỗ nói.
Ô, hai cái đứa này, việc cái gì mà phải khép nép thế? Giờ nhá, tôi là một bé Quỳnh vui vẻ, đáng yêu, yêu thương giúp đỡ bạn bè. Mà có chuyện gì vui thế? À, vừa nãy Hiếu nó nhờ bọn tớ viết lưu bút lên áo ấy mà. Cái gì? Viết lưu bút lên áo á? À, thằng con nợ này chơi trội nhỉ. Ê chúng mày, viết lưu bút trên áo cho tao, nhanh. Viết giống như Hiếu á? Ừ. À mà không, không viết văn xuôi, viết hẳn thơ. Nhưng mà viết như thế thì khó lắm, viết một bài là kín lưng áo luôn đấy. Đúng rồi đấy. Thế thì mỗi bạn thân yêu viết một câu đi, kiểu gì ghép lại chả được một bài, mà phải viết những thứ hay ho trở lên nhá. Thế được rồi, thế thì Quỳnh đứng đây đợi nhá, để tớ vào trong lớp gọi các bạn ra đây viết thành một bài thơ. Ok, mày đi đi. Ê, cái Vân ở lại, mày viết câu đầu tiên nhanh khẩn trương, viết luôn. Mày đi thôi, ê, viết đi. Ở cái trường này, đố đứa nào có cái sổ lưu bút độc bằng mình nhé. Quỳnh mà không chơi, đánh rơi tuổi trẻ. Quỳnh mà không học thì bán rẻ tương lai. Quỳnh ơi, ta bảo Quỳnh này, Quỳnh đừng có học, Quỳnh ra cày game với ta. Học cho lắm cũng ăn mắm với cả, học thở thả cũng ăn cà với mắm. Học cho lắm cũng đi tắm cửa chuồng, học luồng chuồng cũng cửa chuồng đi tắm. Ê chúng mày, sao? Thấy cái lưu bút của tao độc đáo đặc biệt không? Công nhận hay, độc đáo không ai bằng. Sao? Hơn thằng Hiếu đúng không? hơn đứt thằng Hiếu luôn. Mày cái mặc cái áo này đi vòng quanh trường khoảng vài vòng vào, đảm bảo quả lưu bút này được giải nhất. Yên tâm, tao làm cho 10 vòng luôn. Bạn Quỳnh, lưu bút của bạn đâu? Thế đã xong chứ nhỉ? Xong rồi. Thế lưu bút của mày đâu? Lấy ra đọ hàng. Mày hỏi câu hơi thừa. Tao sợ mày xem xong mày lại sốc. Chưa biết đứa nào sốc nhá. Mở to con mắt ra đọc mặt hàng đi em. Ô, con này, mày bắt chước tao viết vào áo à? Ừ, có cái mặt mày á. Cái gì đây? Quỳnh ơi, ta bảo Quỳnh này, Quỳnh đừng có học, Quỳnh cày game với ta. Học cho lắm cũng ăn mắm với cà. Học tà tà cũng ăn cà với mắm. Học cho lắm cũng đi tắm cải chuồng. Này, thằng xỏ lá kia, mới đọc cái gì đấy? Ôi giời ơi. Im ngay, không được cười. Ôi giời ơi, tưởng lưu bút độc lạ thế nào, tưởng bạn bè yêu mến ra sao, hóa ra là bị chúng nó ghét, chúng nó chơi cho vỗ nhục thế. Món lợn này. Này, chụp lại tao xem nhé. Ôi giời ơi. Ôi giời. Ôi giời. Kính mời mẹ. Quỳnh mà không chơi đến giờ đấy. Ê, ôi giời, cái bọn thân nhân này nhá, dám chơi tao à? Đứa nào viết tao đây? Ôi giời ơi, tưởng bạn yêu bạn mến thế nào. Ôi giời. Này, mở to con mắt ra nhá, đọc lưu bút của tao đây này. Ô, mày cười cái chó gì? Quay đây, quay đây, tao chụp cho. Quay sang. Nhờn à. Hiếu ơi, mày học làm chi? Tú xương còn rớt, huống chi là mày. Hiếu ơi, tốt nghiệp rồi, cố gắng đừng từ bỏ giấc mơ của mình, hãy ngủ tiếp đi. À, cái bọn này nó dám chơi mình à? Thế là mất oan thạch xoài sữa tươi mà chả được cái nước non gì. Phi vụ này mày lỗ to rồi em ạ. Bọn mất dạy, dám chơi cả tao với mày.
Được rồi, chờ đấy tao xử. Bây giờ mày oang oang cái mồm lên ấy, cho cả trường biết thì còn nhục hơn. Thế mày có biết đứa nào viết không? Biết làm sao được, cả chục đứa viết chứ. Mà mỗi lần chúng nó viết tao đều phải cúi mặt. Mà cái bọn này, chúng nó viết xong chúng nó đọc hay lắm. Tao tưởng thật, nên nãy giờ tao đi 3 vòng quanh trường rồi. Ôi giời, nghĩ lại nhục thế không biết. Tao cũng bị đâu 12, 13 đứa đấy. Nó đè ra, nó dí vào lưng, nó viết này, mỗi đứa một dòng. Trời ơi, nhục chưa, tao còn đi 2 vòng quanh trường nữa chứ. Bảo sao chúng nó cứ cười tao. Hóa ra là bị bọn nó chơi trong một vố à. À đấy, cả bọn thằng Tuấn nhá, loại bạn khốn nạn. Tao sẽ cho chúng nó một trận. Dám chơi tao à? Được rồi, chúng nó đã vô tình với bọn mình. Thế thì bọn mình hết nghĩa với chúng nó luôn. Ý mày là sao? Đây, mày nhìn thấy thằng Hiếu với cả con Quỳnh chưa? Nhưng mà mình làm thế có ác với hai cậu ấy quá không? Làm trò đùa cho cả trường đấy. Thì bọn nó hay bị ảo tưởng về sức mạnh của bản thân. Nghịch nhất trường chẳng ai quý mà cứ hay tưởng bở. Cũng nên thế cho nó biết. Nhưng mà các cậu ấy biết thì sẽ không tha chúng mình đâu. Thôi toang rồi, nhắc Tào Tháo đến cả đôi luôn rồi kìa. Sao bọn nó không ý kiến gì nhỉ? Có chuyện gì à? Bình thường là chúng nó phải lao vào bọn mình đấm túi bụi rồi chứ. Tớ thấy hình như là hai cậu ấy giận bọn mình nên bơ luôn đấy. Chẳng có nhẽ. Này, 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 cho bọn ta chơi với. Tớ xin lỗi, tớ không cố tình trêu chọc với đùa cợt hai cậu đâu. Tao thì hơi cố ý một tí thôi. Thế nhưng mà thực sự là không hiểu tại sao lúc đấy tao lại làm như vậy. Có lẽ bị ma ám cũng nên. Ôi này, thôi nào. Đừng giận nữa. Đừng giận nữa mà. Bọn tao không quen với cái đứa bạc tình bạc nghĩa như chúng mày. Sau này mà bị đứa nào bắt nạt ấy, đừng có gọi con này. Ơi khoan. Ê. Bọn tớ có món quà muốn tặng hai cậu. Thôi, tha lỗi cho bọn tớ đi mà. Thôi, trò vui nào cũng sẽ qua. Chỉ có tình bạn của chúng mình là mãi mãi không bao giờ phai thôi. Thế, tao đã huy động cả lớp rồi. Chúng nó sẽ viết cho chúng mày những dòng lưu bút hay nhất. Bọn nó cũng biết lỗi rồi. Bọn nó sẽ bình chọn cho hai đứa mày. Còn được giải hay không là cái số. Cậu nhận đi. Thôi được rồi. Lần cuối nhá. Chúng mày mà còn chơi bọn tao nữa nhá. Bọn tao cắt. Đúng rồi. Cắt. Thôi, biết rồi mà. Đi vào lớp đi. Này nhá, lớp mình bàn nhau về việc chụp ảnh kỷ yếu đấy. Tao không chụp. Các cậu ơi, vào lớp đi. Đấy, các cậu ấy gọi hai cậu vào kìa. Chào đón hai cậu, hết sức chân thành còn gì. Thả lần này thôi nhé. Biết rồi, đi vào lớp đi. Bọn nó bỏ phiếu cho hai đứa mày rồi đấy. Ý. Ai dồi, cảm động phết. Nể tình, tha cho chúng nó lần này. Được. Trông mày dỗi hèn phết.